Quý vị và các bạn, hôm nay nhà vườn đặt nhung về một lô việt quất rất là nhiều trái này, sai rất là sai, và quả từ trên ngọn mà xuống chín này, chín rất là nhiều. Cây thì lá không được mượt lắm bởi vì là trong quá trình cây nuôi quả thì lá nó sẽ không phát lộc ấy. Quả đẹp nhiều to, mình đang bọc lưới ở trong này, khách hàng mua là cứ thế là chuyển đi thôi. Ăn một quả xem nào, rất là thơm và ngon. Rất là thơm và ngon mọi người nhé. Cái việt quất New Zealand này trồng ở Việt Nam mới phù hợp, còn nếu trồng ở nước, ở các cái dòng mà việt quất một mùa ấy thì chỉ ra trái được một mùa rồi nó lụi đi thôi các bạn nhé. Nhớ là chọn cây mình phải biết chọn giống chứ không phải cứ việt quất là mua đâu ạ. Trên thị trường thì nhiều bạn còn mua cây việt quất mà được gửi đến là cây siro mà cũng không biết, để vẫn cứ nhận bình thường ấy, thì các bạn nên lưu ý chọn những nhà vườn uy tín mà mua, đừng có mua lung tung mà tiền mất tật mang. Đó, cây việt quất của nhà vườn Đạt Nhung quả nó như thế này cơ mà. Ai lấy thì báo sớm nhé. Những cái chùm quả to xúc xỉu, ăn rất là ngọt, rất là ngon luôn mọi người ạ. Ai lấy thì inbox nhé. Nhà vườn xuất hàng đi toàn quốc ạ. Cây rất là đẹp và khỏe. Ở đây ăn việt quất thì không muốn về đâu. Đây hái nguyên một chùm nha mọi người. Vận chuyển xa về nên là nhiều cây nó bị táp rụng là chuyện bình thường. Sau đó mình sẽ trồng lại vào chậu và phục hồi cây. Ngon lắm. Ăn mà không muốn dừng lại luôn ấy. Quả sai xúc xỉu ạ. Ai lấy thì nhắn tin sớm nhé. Giá hợp lý, sản xuất không qua trung gian đâu ạ. Ăn là bị nghiện và không muốn dừng lại nữa. Rất là ngon. Rất là thơm và ngon.